Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Ở trên tay của mình đây đang có một cặp RAM DDR5 và ở bên đây nữa chúng ta có một cặp RAM DDR4. Và chắc hẳn thì cái tiêu đề của video nó cũng đã nói lên được cái chủ đề của video ngày hôm nay nó là gì rồi. Hôm nay thì mình sẽ cùng ngồi đây để có thể nói về cái vấn đề đấy, chính là RAM DDR4 và DDR5 thì nó sẽ có được những cái sự khác biệt như thế nào, và liệu rằng thì chúng ta có nên nhất thiết là sẽ phải sử dụng RAM DDR5 ở trong thời gian sắp tới hay là không. Chi tiết về cái câu trả lời và lời giải đáp cho cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới lên cho anh em ở ngay sau đoạn intro này nhá. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ cần phải nói đến đấy chính là về những cái điểm khác biệt của RAM DDR4 và những cái điểm nâng cấp của RAM DDR5 là gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói qua đấy chính là về mặt thiết kế của RAM DDR4 và DDR5 thì nó có những cái điểm khác biệt như thế nào. Với RAM DDR4 thì như các bạn có thể thấy đấy chính là về cái phần chân kết nối của nó so với main ấy, thì nó sẽ có một cái phần chân kết nối thì nó sẽ dài hơn và nó sẽ được ngăn cách bởi một cái phần chính giữa, nó có một cái khe như thế này thì hai bên nó sẽ không cân bằng với nhau. Và khi mà chúng ta cắm ở trên main ấy thì gần như là chúng ta sẽ chỉ cần nhìn là xem là cái phần phía chân RAM, cái phần nào mà nó không có cái phần chân tiếp xúc full thì chúng ta sẽ quay cái đầu lên phía trên. Nhưng mà với RAM DDR5 thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Giờ đây thì về cái phần chân kết nối giữa hai bên thì nó gần như là tương tự như nhau, và cái phần chân kết nối ở phía dưới này, cái phần mà nó không được full chân ấy, thì chúng ta sẽ quay ngược xuống phía dưới. Đấy sẽ là cái sự khác biệt đầu tiên khi mà ta nhìn qua về mặt thiết kế giữa RAM DDR4 và RAM DDR5. Cái điểm khác biệt thứ hai đấy chính là ở trên RAM DDR5 thì ở đây mình cũng đã có một cái con hàng sample cũng khá lâu rồi, có một bên gửi cho chúng mình. Thì các bạn có thể thấy đấy chính là ở trên RAM DDR5 thì nó sẽ có một cái phần IC để có thể quản lý điện. Và giờ đây thì về cái lượng điện năng tiêu thụ ở trên RAM DDR5 thì nó cũng sẽ ít hơn, chỉ là 1.1V thay vì là 1.2V như là RAM DDR4. Và chính vì vậy thì nó cũng sẽ đem đến cho người dùng chúng ta có được rất là nhiều những cái ưu điểm, chẳng hạn như là về cái việc mà chúng ta có thể ép xung hay là RAM của chúng ta nó cũng sẽ mát hơn. Vậy nên thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng hơn trong việc chúng ta tùy chỉnh về cái mức xung nhịp. Cũng chính vì cái điều như thế này mà với một cặp RAM DDR5 HyperX FullyBit như mình đang cầm ở trên tay đây thì một trong những người OC RAM nổi tiếng nhất ở Việt Nam thì hiện tại đấy chính là anh Lê Duy Thanh thì đã hoàn toàn có thể kéo được cái mức xung nhịp của nó lên rất cao, lên tới tận đấy chính là 6.000 MHz. Và nhân tiện để nói về phần xung thì đây cũng sẽ là cái điểm khác biệt thứ ba ở trên RAM DDR5 so với lại RAM DDR4. Với RAM DDR5 thì về cái xung nhịp mặc định, xung nhịp base clock của nó ấy thì nó cũng đã cao hơn rất nhiều so với lại RAM DDR4 rồi. Với RAM DDR4 thì mình nhớ nhầm là cái mức burst RAM thấp nhất của nó sẽ là 2.133 MHz, còn với RAM DDR5 cái mức burst RAM thấp nhất thì nó sẽ là 4.800 MHz và có thể nâng lên những cái con số cao hơn tùy theo là cái nhà sản xuất đó họ đưa ra cho ta được những cái phiên bản như thế nào. Với con RAM mà mình đang cầm trên tay đây, như mình đã nói rồi, đây là con HyperX FullyBit đến từ Kingston thì cái mức RAM của nó có thể đạt được tối đa khi chúng ta chưa ép xung sẽ là 5.200 MHz, nhưng mà mức bay của nó sẽ là 4.800 MHz. Vậy nên thì với một cái mức boost RAM cao đến như vậy thì nó cũng sẽ đem đến cho người dùng chúng ta có được những cái trải nghiệm tốt hơn so với lại RAM DDR4, gần như là cái con số của nó gấp đôi rồi. Vậy nên thì như mình đã có chia sẻ ở trong một số những cái video có sử dụng RAM DDR5 để chính là cái việc mà chúng ta chơi game giờ đây thì các bạn sẽ không cần phải quá lo lắng về vấn đề đấy chính là hiện tượng nghẽn cổ chai nó sẽ xuất hiện ở trên những cái cặp RAM DDR5 như thế này nữa. Một trong những cái điểm nâng cấp khá là đáng giá ở trên DDR5 để chính là một thanh RAM DDR5 thì giờ đây nó đã có một cái mức dung lượng cao hơn. Thay vì là RAM DDR4 thì mức dung lượng tối đa mà nó có thể đạt được sẽ là chỉ là 32GB, còn với DDR5 một thanh RAM tối đa mà nó có thể đạt được lên đến tận để chính là 128GB. Thế nên khi mà chúng ta nâng full slot khoảng 4 thanh RAM ấy thì mức dung lượng của nó sẽ rất cao. Vậy nên thì những anh em nào chúng ta đang làm những công việc liên quan tới chạy giả lập hay là chúng ta chạy máy ảo một cách nhiều tab mà chúng ta muốn sử dụng nhiều những cái tác vụ và cần đến dung lượng về RAM, mình có tham khảo qua một số những người bạn của mình thì họ cũng có sử dụng rất là nhiều những cái phần mềm, những cái ứng dụng để có thể làm với những cái nền tảng chẳng hạn như Shopee hay là Tiki Lazada, họ muốn chạy máy ảo, chạy tool ấy. Thì cái việc mà giờ đây một cái hệ thống máy tính chúng ta có thể mở rộng được cái mức dung lượng RAM nó cao đến như vậy thì nó cũng sẽ là một cái lợi ích cực kỳ là lớn ở trên RAM DDR5 mà trước đây DDR4 nó đang còn mắc phải về vấn đề đấy chính là chúng ta sẽ không thể nào nâng cấp được cái dung lượng của nó quá cao, tối đa gần như sẽ chỉ là 128GB mà thôi. Một trong những cái điểm cộng kế đến mà mình cũng sẽ cần phải nói một cách chi tiết hơn dành cho anh em đấy chính là RAM DDR5 nó có một cái điểm nâng cấp mà mình nghĩ đây sẽ là điểm nâng cấp đáng giá nhất, đấy chính là việc nó sẽ được tích hợp sẵn cái con chip ECC ở bên trong mỗi cái phần chip nhớ ở trên RAM. Thay vì là RAM DDR4 mà chúng ta sử dụng RAM ECC ấy, thì các bạn sẽ có tổng cộng đấy chính là 9 con chip nhớ, còn RAM thường DDR4 thì nó sẽ chỉ có 8 con mà thôi. Với DDR5 thì nó cũng sẽ có 8 con, nhưng mà 8 con này thì nó đều được tích hợp cái việc xử lý cốt lõi ECC ở trên
8 cái con chip đó. Vậy nên thì giờ đây tất cả những cái việc trong quá trình khi chúng ta sử dụng PC, chẳng hạn như là gặp những cái lỗi mà thường xuyên DDR4 nó gặp phải tình trạng đấy trên màn hình xanh, hoặc là đang xử lý những công việc rất là quan trọng mà máy của chúng ta nó bị lỗi, thì nó thực sự là một trong những cái điều mà mình nghĩ là chúng ta sẽ phải chấp nhận vấn đề này khi mà chúng ta sử dụng DDR4. Còn với DDR5 thì nó đã hoàn toàn có thể giải quyết được cho chúng ta cái vấn đề như thế này rồi. Thế nên thì mình nghĩ rằng việc mà chúng ta sử dụng DDR5 thì nó cũng sẽ đem đến cho người dùng chúng ta có được mức độ ổn định cao hơn, mà lát nữa thì mình sẽ phân tích một cách kỹ càng hơn về vấn đề này. Sơ qua đó chính là những cái điểm nâng cấp ở trên RAM DDR5 so với DDR4. Mình nghĩ rằng thì nó có rất là nhiều những cái điểm nâng cấp, chủ yếu sẽ tập trung về cái việc là chúng ta có được những cái công nghệ xử lý lỗi mới hơn, nó cũng sẽ đem đến cho chúng ta cái độ ổn định hơn trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng. Hay là cái điểm có thể dễ dàng chúng ta nhận ra nhất đấy chính là về cái mức boost RAM mặc định của nó ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đã cao hơn rất nhiều rồi. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đấy chính là chúng ta có nên nâng cấp lên RAM DDR5 để có thể sử dụng hay là không. Thì với cá nhân mình thì mình sẽ có hai cái chiều hướng để có thể phân tích cho chúng ta là chúng ta có nên nâng cấp lên RAM DDR5 hay là không. Thì đầu tiên, với những ai mà chúng ta đã và đang sử dụng một bộ PC để có thể làm những công việc mà nó không cần cái dung lượng quá cao, khoảng 128GB khi mà chúng ta nâng cấp tối đa nó đã hoàn toàn có thể đủ rồi, thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không cần phải nâng cấp. Hoặc là các bạn là một trong những người chúng ta thường xuyên chơi game thì cái điều này mình nghĩ rằng chúng ta cũng không cần phải nên nâng cấp, bởi vì ở thời điểm hiện tại với mức boost RAM khoảng 3200-3600 như mình đã có một cái video phân tích và đánh giá một cách rất là kỹ càng, thì các bạn có thể thấy đấy chính là khoảng 3600 hoặc 3200 là nó đã có thể tận dụng tối đa được cái hiệu năng của card đồ họa để giúp cho các bạn có thể chơi game một cách ngon lành rồi. Và ngoài ra nữa thì RAM DDR4 thì cái độ trễ của nó cũng thấp hơn, thì nó cũng sẽ đem đến chúng ta có được một trải nghiệm gaming tốt hơn mà không nhất thiết là chúng ta sẽ cần phải nâng cấp lên RAM DDR5. Tuy nhiên thì với cái việc mà chúng ta sử dụng RAM DDR5 thì nó cũng có rất là nhiều những cái ưu điểm, mà đầu tiên chúng ta có thể kể đến đấy chính là với những ai mà ở thời điểm hiện tại chúng ta mới bắt đầu build PC thì mình nghĩ rằng RAM DDR5 nó sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Cho dù là thời điểm hiện tại mức giá của nó đang còn cao hơn so với DDR4, nhưng mà đổi lại là DDR5 thì nó sẽ là những cái chuẩn RAM ở trong những cái thế hệ tiếp theo của những vi xử lý đến từ nhà của AMD, chẳng hạn như con AMD Ryzen 6000 series, 7000 series hay là Intel Zen 13 đi chẳng hạn. Đấy, thì gần như trong những năm tới thì họ sẽ sử dụng cái chuẩn RAM DDR5 như thế này. Và ngoài ra nữa thì về cái vấn đề nó support dành cho công việc thì nó cũng sẽ làm tốt hơn so với lại RAM DDR4 như mình đã có nó rồi. Chúng ta có chip ECC ở bên trong để có thể xử lý được những cái tập lệnh lỗi. Mình có thể lấy một cái ví dụ điển hình, chẳng hạn như là chúng ta đang livestream một cái sự kiện ở trên một dàn máy tính, nếu chẳng may mà bộ PC đó nó xảy ra lỗi thì gần như là cái stream của chúng ta nó sẽ bị ngắt đi. Nhưng mà RAM DDR5 thì nó sẽ giảm thiểu được cái tình trạng lỗi trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng. Nó cũng sẽ là một cái điều tốt hơn. Hay là việc chúng ta có thể làm được những công việc liên quan tới chạy giả lập, AI training, vân vân và vân vân. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên đây là những cái chia sẻ của mình về những cái điểm khác biệt và những điểm nâng cấp giữa RAM DDR4 và RAM DDR5. Hy vọng thì với những cái phân tích của mình vừa rồi thì các bạn cũng đã có câu trả lời dành cho riêng mình là chúng ta nên tiếp tục sử dụng RAM DDR4 hay là chúng ta sẽ nên nâng cấp và sử dụng RAM DDR5. Và nếu như các bạn nào quan tâm về mức giá RAM và chúng ta lựa chọn RAM DDR5 nào ở thời điểm hiện tại, thì mình nghĩ rằng RAM đến từ Kingston HyperX FreeBit ở thời điểm hiện tại đang là một trong những cái sự lựa chọn khá là sáng giá dành cho anh em, bởi vì dòng HyperX FreeBit thì nó cũng đã rất nổi tiếng rồi. Mà ngoài ra nữa thì về cái thị phần của Kingston ở thị trường chip nhớ và RAM thì cũng đang dẫn đầu trên toàn thế giới, và đặc biệt nhất đấy chính là về cái chính sách bảo hành đến từ Kingston ngay trong thời điểm hiện tại thì mình cũng đánh giá rất cao. Gần như là có rất là nhiều những cái sản phẩm được bảo hành với thời gian lên đến tận đấy chỉ là khoảng 10 năm hoặc là bảo hành trọn đời. Vậy nên thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta có thể sử dụng nhé. Các bạn cảm thấy như thế nào về cái nội dung như thế này? Liệu là các bạn có sử dụng RAM DDR5 hay là chúng ta vẫn trung thành với DDR4, thì anh em đừng quên là hãy comment ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi lắng nghe video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video kế tiếp.